Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm món bánh bánh bao lá dứa. Mình mời cả nhà cùng xem mình làm cái món bánh bao lá dứa này nha. Mình có bột bánh bao pha sẵn nè. Bột này trong cái gói bột này thì nó có men luôn. Cái gói bột này thì nó có men luôn. Giờ mình trút cái bột này ra, mình lấy cái gói men ra. Cái bịch này tới 1 kg bột rồi. Mình cho vô cái tô. Cái thau này chắc hơi nhỏ, để mình lấy cái thau bự hơn. Đây là cái gói men của bột bánh bao nè. Con bột bánh bao này thì mình múc ra hai giá nè. Để hồi nữa mình làm bột áo. Giờ mình cắt cái gói men này ra. Cái men này thì mình pha vô trong đây có miếng muối nè. Đây là sữa tươi, mình là nhào sữa tươi không đường, hiện giờ mình cho vô cái men này miếng sữa tươi. Để cho men nó nổi lên. Giờ mình quậy cái gói men này cho nó tan đều ra với sữa với miếng muối. Để cho men mình nó nổi rồi. Giờ mình cho sữa tươi vô nè. Đây là mình mua sữa tươi không đường. Mình cho vô bột. Giờ mà cái men mình pha tan ra hết rồi, nó cũng có lên bọt rồi nè, là men mình nó nổi rồi. Giờ mình cho men vô luôn. Mình trộn đều đi. Giờ mình cho cái màu lá dứa vô nè. Lá dứa này thì mình xay sẵn, bữa mình làm cho chị Định cái còn nè. Mình để lại mình xài luôn, bữa nay mình khỏi cái đi cắt. Bột mình nhồi tan lá dứa rồi nè. Giờ bột mình nó có màu xanh nè, nó có mùi thơm, lá dứa thiệt là thơm luôn. Mình nhồi cho nó đều ra. Bột mình nhồi đều xong hết rồi nè. Giờ mình cho vô cái thau này để mình dễ bọc màu khẩm lại. Cái thau này thì cái miệng nó nhỏ, mình dễ bọc lại. Giờ mình bọc lại mình để đây. Giờ mình luộc miếng cúc, mình bắt cái nồi lên rồi nè. Vậy đang cho cái trứng cút hồi vô giữa, nó không có nằm ở ngoài dễ lột. Trong thời gian bột qua mình chờ bột nổi thì mình giờ mình chuẩn bị mình làm cái nhân. Giờ mình sắc cái hành phi này ra, để mình sắc hành tím này ra để mình phi, để mình làm ướp nhân cho thơm. Giờ mình cho vô cái chén để mình phi. Giờ mình sắc cái củ cải với củ sắn, mình làm nhân thì mình có củ cải đỏ với củ sắn này nè. Giờ mình bào nhuyễn ra. Mình để vô cái này nè, mình bào. Giờ mình bào cái củ cải đỏ. Củ sắn, củ cải đỏ mình bào xong rồi. Giờ mình bỏ vô cái bồng này để mình dắt bỏ nước. Chứ mình để cái nước một hồi nó nhân mình nó ra nước nhiều lắm.
Mình làm củ cải củ sắn xong rồi giờ mình xắt thịt ra. Giờ mình bầm thịt ra. Này có ít cho nên mình không có để vô cái máy mình xay. Thịt mình bầm xong rồi, giờ mình cho vô cái thau củ sắn với củ cải. Giờ mình sắp tới nấm mèo. Hồi này mình rửa sạch vậy nè. Cái tay nấm mèo này như cái mền luôn. Nó bự chảng luôn mà nó dày cui luôn á. Giờ mình sắp. Mình sắc lần nữa tay cho nó nhiều ít. Nó sắc tiếp nữa. Mình cuộn lại mình sắc cho nó mau. Rồi, mình cho nó mèo vô chung với thịt luôn. Giờ tới mình sắc hành lá. Mình sắc hiển nhuyễn hành lá ra. Giờ mình ướp vô 2 muỗng hạt nêm. Miếng muối, nửa muỗng nhỏ. Đường 2 muỗng nhỏ. Nửa muỗng bột ngọt. Này nửa muỗng tiêu. Mình cho hành vô luôn, hành lá. Tiếng cốt chín rồi mình nhắc sớm. Dính luôn cái chảo. Mình đổ ra cái gỗ. Rồi mình bắt chảo lên mình phi miếng hành. Mình cho dầu vô luôn. Giờ cho dầu sôi cái mình để hành vô. Giờ mình ướp với miếng dầu mè với thịt cho thơm. Hành mình phi xong rồi nè, giờ mình cho hành vô luôn. Lạc xưởng nha. Lạc xưởng bánh bao bữa nay mình có làm lạc xưởng nữa nè. Lạc xưởng thì mình cắt hạt lựu. Sưởng thiệt ngon đó, đã ao lần. Rồi, mình cho lạc sưởng vô chung với thịt luôn. Thì mình lọc tiếng cúc ra. Tiếng cúc lúc mà mình nè. Mình luộc nè, cái mình quậy cái nó vô tông hết trơn, nó không có lòi cái tầm đỏ ra nè, vô dĩa hết. Rồi mình trộn đều củ sắn với lạc xưởng, củ cải đỏ, nấm mèo, mình trộn đều lên hết cho nó thấm gia vị. Nè, và nhân. Mình để trứng cút vô trứng giữa.
Giờ mình bỏ nhân vô cái sửng này mình hấp. Mình hấp cho nhân chín rồi mình mới làm bánh. Để cái bánh bao nó mau chín đó. Chứ hai nữa mình hấp gì nè, nó có nước đó, nó cũng chảy ra để hơi. Nó chảy ra để hơi mà à, nó cái bánh bao mình nó bị ướt nước đó. Thịt nó ra nước đó. Cái bánh bao mình nó bị ướt. Cho vô cái sửng hấp. Giờ mình bật lên 20 phút. Mình cắt giấy này ra nè, để hồi nó lận mình lót ở dưới cái bánh bao. Bột của mình nó nổi lên nè. Nó nổi lên gấp đôi lúc mà mình nhồi rồi nè. Thơm phức luôn. Thôi. Giờ mình lấy ra cái mình chia bột ra. Mình cắt làm hai ra đi. Cho mình làm cho dễ. Giờ mình chia bột ra. Bột ra. Cắn ra hình tròn à, giờ mình để qua đây chút xíu nữa cái mình làm cho nó mau. Mình chín rồi mình lấy ra, nhưng mình nó cũng không có nước gì tại vì củ sắn mình sắc dắt nước ra hết rồi nè, không có nước nhiều. Giờ mình cán bột ra nè. Giờ mình làm, mình lấy cái này nè, cái mình làm thành cái hình cái bánh bao màu hồng, cái bông, cái bông hồng, làm hình hình cái bông hồng nè. Để cái vỏ bánh bao giờ mình nặn xuống trước. Rồi, mình để nhân giờ là mình khuấy lại cho nó kín miệng nó lại. Mình ép nó ra làm cho nó có hình bông hồng. Để mình lấy lên đây. Có hình bông hồng. Này cũng cái bông hồng mà bông hồng kiểu khác. Rồi mình làm được cái này nữa được 8 cái rồi. Giờ mình để vô mình hấp. Để khơi khơi ra tỳ hao nó còn nở ra nữa. Hấp được có 5 cái à. Bánh mình nó nở ra bự nè, cái nó mất cái hình cái bông. Nó không còn hình hình cái bông hồng nhiều nữa.
mình cán ra mình làm cái bánh kiểu như như cái thầu bao vậy. Rồi mình cán cái này ra nó bự ra, vòng tròn bự ra. Cán này mà giống như cán bánh phồng. Nhớ hồi đó gần tới Tết là mình đi cán bánh phồng. Cái này như cái bông luôn. Bánh bao của mình xong hết rồi, giờ mình mời cả nhà cùng ăn với mình cho vui nha. Cái bánh bao mình nó nở lên chứ nó mất đi cái bông hồng à. Thơm quá. Nó thơm mùi lá dứa, bánh bao của mình nó nổi sấp sợp luôn, thiệt là ngon luôn á. Chào cả nhà. Anh ơi. Mình mời cả nhà cùng ăn bánh bao mình. Bánh bao của mình nó sập sập luôn, thiệt là ngon luôn. Xin chào cả nhà. Đó, ăn rồi, ăn ăn thầu bao. Ăn cái này đi. Cái tròn này. Mời cả nhà cùng ăn bánh bao. Có mình làm rất là nhiều thầu bao mà để đựng tiền. Thầu bao cầm tiêu là cái túi rút. Bỏ gì vô á? Có rút miệng rồi. Rút để. Bánh ngon á. Mình làm cái màu lá dứa, cái nó không có đậm hồng nên nó không có xanh được anh Hùng. Mình thấy ở chợ người ta bán màu xanh lè luôn. Nhân của mình có hạt mà có lạp xưởng. Nhìn ngon. Nên mình uống nước rồi. Học lại ơi, mình ngâm học. Ở chợ người ta làm thịt không á mẹ, người ta đâu có củ cải gì đâu. Nói. Con đó mẹ bỏ vô mẹ. Cái ấp lại. Cái mẹ ấp lại. Chú qua đi mà về. Mẹ ấp lại cái xong rồi mẹ. Mẹ dặn đó rồi, cái hàng mẹ mở ra nè nó có chia đều hết luôn á. Chia đẹp bài. Cái đó mình làm mình bán. Rồi chào ông bà con. Rồi trời. Rồi chào. Rồi trời, mời cao lên chào. Xong rồi trời. Ông bà. Mời ông bà ăn bánh bao đi. Con mời ông bà ăn bánh bao đi. Mời cả nhà cùng uống nước mình. Ở chợ làm thịt không mà chứ nó không có củ cải giống mèo như mình. Nó có củ sắn. Ăn thử anh. Ăn thầu bao ơi. Ăn cái này, cái này. Thấy bánh bao ở chợ bữa mẹ mua có hàng dài về á. Cái xong rồi mình mở ra à, cái nhìn ngang xíu à. Mà cái bột nó dày côi luôn á. Quá thì bột luôn. Không phải ăn bánh bao mà không phải ăn có tính cút á. Đó ăn cái bánh bao ước gì có một chục cái tính cút tổng luôn. Bánh bao, ủa mua bánh bao hàng dài 3 tính cút. Tính cút rồi phải làm nhiều cái bánh bao bự chứ. Ừ, bánh bao bự. Làm một cái rưỡi tính cút, thì hai cái cũng có. Nghe vui rồi. Nó không đợi. Ừ, để ăn con, để ăn. Ăn thầu bao.
Hầu bao này không có tới này, ít lá dứa nè, chứ làm nhiều lá dứa này thành nữa. Ở trong nó còn xanh, ở ngoài nó không xanh hơn. Cái này bột nhiều nè, cái này ở tên mình dặn là bột nhiều nè. Mình làm có cái củ cải với nhưng mình nó không có bị dẻ, nó ngon. Nhưng mà nhân mình hấp tước nó ngon hết mẹ. Nữa anh, cái này có trứng cút nè. Hai cái. Mấy cái tàu thì có trứng cút. Mấy hầu bao này không có. Chị nên khói ăn cơm. Bánh bao của mình làm nở sắp sợp thịt ngon lắm. Có điều là cái màu xanh nó không được xanh không hả? Nhỏ ít lá dứa. Nhưng thường lá dứa mình để thêm như màu xay thêm cái lá bùn ngót nữa, nó mới xanh đậm hơn, hoặc là lá mướp thì nó xanh đậm hơn. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình chúc các anh chị và các bạn xem clip thật vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và bây giờ xin chào tạm biệt, chị hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Mình cho ăn xù mình với ăn khoèn với ăn Milo. Ôi chưa gì hết tờ, chưa gì hết cắn tay. Chưa, từ từ khoan. Từ từ khoan, ngồi đàng hoàng rồi mới ăn. Khoan cầm thau lên. Chưa, để xuống ăn mới được chứ làm gì sao ăn. Đợt nữa, trời ơi. Không được. Không. Đó. Rồi, để đây, qua đây. Đó. Không. À, chưa, đừng. Nè, Milo. Chưa, đừng tắt tay. Nè.